Còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đánh giá của các công ty du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, thị trường du lịch trong và ngoài nước bắt đầu có dấu hiệu nóng dần lên. Tour dịp Tết được mở bán với giá tăng nhẹ từ 5% đến 20% so với ngày bình thường, nhưng có nhiều ưu đãi cho khách mua tour sớm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm hành khách tour khám phá các điểm đến trong và ngoài nước đã được các công ty du lịch mở bán, thu hút sự quan tâm của du khách. Các công ty du lịch nhận định, du khách có xu hướng lựa chọn các tour tại những điểm đến gần Việt Nam, chẳng hạn như Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Singapore, liên tuyến Singapore, Malaysia, Indonesia và Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, hoặc thị trường xa như Trung Đông, Nam Phi hay Âu, Úc, Mỹ. Bên cạnh đó, tour gia đình với thời gian ngắn cũng được đông đảo du khách lựa chọn. Điển hình như công ty lữ hành Sài Gòn Tourist mở bán hơn 300 tour Tết Nguyên đán trong và ngoài nước, dự kiến phục vụ hơn 20.000 lượt du khách. Khách hàng mua tour sớm còn được ưu đãi, giảm giá. Giá tour tăng chỉ 5% đến 10% so với ngày thường, dù thị trường có nhiều biến động về giá cả. Tương tự, công ty Viettravel dự kiến sẽ phục vụ hơn 188.000 lượt du khách. Giá tour tăng khoảng từ 20% cho đến 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, không tăng quá cao so với cùng kỳ năm trước. Công ty Bến Thành Tourist cũng thông tin hiện tượng du khách đặt tour nước ngoài đã đạt khoảng 60% cho đến 65% kế hoạch. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho biết, về hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán này, mỗi quận huyện sẽ có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố để quảng bá, xúc tiến và khai thác trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Theo ông Hòa, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục khảo sát thêm nhiều điểm đến, xây dựng sản phẩm mới, thu hút du khách nội địa cũng như quốc tế đến thành phố cuối năm nay. Sở cũng tăng tốc đẩy mạnh truyền thông trong nước và quốc tế với mục tiêu đón dòng du khách bùng nổ, nhất là dòng du khách chất lượng có mức chi tiêu cao.